Anh em, con game mới. Nó là con game có tên là Gas Station Simulator, có nghĩa là giả lập đi bơm xăng. Mà anh em đều biết được rồi, kênh trực tiếp game của tôi ấy, nó coi như là chả nề hà với con game giả lập đéo nào trước giờ luôn. Từ giả lập làm streamer, giả lập còn làm người, không những làm người mà tôi còn giả lập làm dê, rồi là giả lập làm thợ sửa chữa, giả lập làm lính cứu hỏa, giả lập làm thậm chí là cả con trai tôi Boom cũng có giả lập rồi. Thế tôi thật với anh em mà kênh tôi đó là bố của giả lập, thế là cũng không thể nào bỏ qua tựa game này được. Bơm xăng bơm sủng nào thật với anh em luôn, là nhiều khi tôi cũng đi bơm xăng, nhiều khi mình cũng tự hỏi là biết nghề bơm xăng có vất vả. Ôi dồi ôi, mày mày bị điên à, cái thằng kia ơi, mày có biết là cái chỗ này là khu mẹ khỉ ho co gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi, mang củi rêu, đéo có một ai sống ở đây, mày cắt bụi mịt mù, mày mua đất ở đây mày xây cửa hàng sang bán cho chó à. Ôi anh bình tĩnh anh. Ôi khổ. Dạ em cảm ơn anh. Ở đâu anh lái xe rồi? Xe mà. Hơi đéo có ai. Thì ai trả tiền cho mình? Ôi trời ơi, ôi xôi, anh chào em. Ôi ôi, anh chào em. Em đến đây bơm gì em? Bơm gì? Ở đây bọn anh phục vụ hai loại bơm em ạ. Một loại bơm là anh bơm xăng vào xe ô tô, và loại bơm khác là anh bơm cái thứ khác vào cơ thể. Em bơm gì? Ôi ôi, xinh chế. Ôi này gì kia, bơm gì em? Chắc bơm xăng. Nào thì bơm. Ơ sao nó bảo đâu? Ơ anh là tiền em ơi, tiền em ơi. Ô cái con này, mày có giả tiền tao không? Ông nhảy xe giả tiền, mày có giả tiền không? À đâu, bây giờ xe mang xăng mới đến mà mình có xăng đéo đâu. Ừ bây giờ tôi không để ý, xe xăng bây giờ mới đến mà. Đây khổ. Ôi thằng nào đấy? À mày thằng mất dạy. Mày, mày thích ném đồ không? Hả? Mày thích ném đồ không? Ném đồ ấy tôi làm gì đấy? Ôi mẹ, cái gì đấy, pháp sư Trung Hoa à? Mày nào anh cút, mày có biết bao công của tao không? Cút, bố lão à, bố lão à, mày chạy đâu? Mày xin xin đâu? Mày xin đi, mày xin tao xem, thằng mất dạy, bố mẹ mày ở đâu? Hả? Bố mẹ mày là đứa nào? Thả con cái vừa va vẩn đi. Nó cút rồi. Đéo hiểu đâu ra cái thằng mất dạy. Nó vẽ cái gì trên quán nhà mình đấy? Khốn nạn, thằng mất dạy nhớ bố nhá. Dạ không gì anh ạ, dạ em dám đổ ngay đi ạ. Cái thằng mất dạy nhớ tao. À, anh chào em. Anh đang bận sơn lại cái nhà cả em ạ. Ôi khiếp, trông em này trông ngây thơ vô số tội. Ơ cái gì đấy? Ơ từ từ em ơi, từ từ. Em sợ hôi à? Từ từ. Từ từ đã nào. Anh bơm ngay bây giờ. Nó chửi tôi, đợi lâu quá chửi mình ấy em ạ. Chết sao cho mày bẩn này. Cửa hàng mình đang hoàn hảo. Bẩn này. Đéo, mẹ đéo hiểu ngoài đời thật, tôi còn đéo chăm sóc nhà mình như này luôn đấy chứ. Đéo hiểu chơi game khiếp, thấy có tí bẩn ra dọn như đúng rồi. Thánh kỳ. Ui từ 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 từ. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi. Khiếp. Mà tôi hỏi thật anh em nhé, này, chúng ta đang sống cuộc sống thực ngoài đời ấy, nó quá vất vả cho chúng ta mới tìm đến game để chúng ta có cái sự giải trí, để chúng ta đến với cái thế giới ước mơ mà trong đấy chúng ta được thoải mái sống với cả chính bản thân mình một cách phiêu du tự tại. Thế đéo tôi chơi cái trò này. Tại sao tôi phải chơi cái trò này? Ngoài đời chưa được khổ à? Nó phải vào game phải khổ sở như này. Không hiểu. Ôi thôi,
Vứt cái gì đấy? Rác à em? Ôi ôi. Ui chú, ui. Không anh em ạ, đúng. Chỉ có game chúng ta được sướng như này thôi. Chứ ở ngoài đời mà chúng ta dám bố láo như thế này mà. Mẹ thấy khách hàng đến cứ chăm 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 nhìn vào như này mà thì vỡ bom. Ừ. Vẫn được em ạ, vẫn được.